bên không? À, rồi. Vô đâu? Ủa, sao attacking defense? À, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đét mắt mà cũng chia attack với defense á. Thì lỗi nha. À, lỗi thiệt. Rồi. A đi. A đi. Xe đi. Cũng được. Ui, ta xoăn gần xe luôn nè. Rồi. Không, tao xa chờ. Mở cửa đi, mở cửa đi. Chơi mở luôn, đi. Má chó thật nha, má tao kêu mở cửa mà mày bắn tao. Chạy ra. Tao, ra đây. Nè lên. Đây nè. Spawn. Tí rồi. Đâu rồi? Á à, xa quá, có từ đây vừa xa quá, nó gộp. Hai gì? Hai da. Ôi ơi, nó gần quá. Hai da. Ui. Sao tao có ra A hồi? Ra A hồi vậy? Đi, cần bắt nó đi. Ăn không chết kìa. Ui. Ta nạp lại nhanh hơn. Ôi giời. Ôi. Quá được từ hai phía luôn nha. Em rồi mày. Quay lại đây. Tao bị kẹp. Tao nghe tiếng mày rồi, ra đây. Đừng có kẹp tao nữa. Mấy con chó này. Khổ quá. Tao bắt mày luôn, thằng nào mở cửa đây. Ây da. Cái hàng sau lưng đúng rồi. Đúng rồi, ai đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Ai da. Ai da. Ta bị kẹt. Phú nó bắn, phú miền tây bắn ngoài đó. Ủa sao không chết? Ui, mày đâu? À, thằng nào ra xe rồi? Ủa, má 148. Bước qua cửa đây thì phải cứ nó cho cái cửa bắn cái lồi. Hay gì bất cửa nè. Ô hai viên luôn kìa. À. Mẹ bắn rồi sao không bị nhút ra bốn ạ. Đi. Ôi ở đâu á. Mày. Mày đâu đi. Đừng có chạy nữa không? Chạy ra đó. Tao đang nấp chờ Phú luôn á mày. Mày làm hai thằng chết luôn rồi. Chó này.
mấy thằng này chờ ta là người đứng ngoài mua. Nó là lộ. Nó là lộ. Chạy đi được cái nữa. Đừng có bò, đừng có bò, đừng có nữa. Tụ má, bắn vào đầu rồi không chết. Kẹp thịt nhất mà. Nhiều cũng bị kẹp thịt nè. Ôi! Ôi! Hờn quá, phú điếc. Hờn quá, thằng phú điếc. Má, mày đối xử với người điếc như vậy mày. Mày... Trời ơi, trời ơi. Ê, thả tao. Tao nè, quay lại. Rồi, 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 rồi. Lấy cái tầm một đệm đi. Cái gì đấy, ai tăng? Mẹ! Không. Cái số to à. Thằng chó trước đi. Mẹ thằng mũ liếp. Thả má nó bú vào rồi, bật ngang mặt thằng chung lên kìa. Ủa nó hơn rồi kìa. Mẹ mày trừ cử. Tiêu diệt ác nhân. Đừng có kẹp tao nữa. Tao đốt lại. Tao chạy đây. Nó đù, nó chạy mẹ rồi. Chạy mẹ rồi. Kẹp mày luôn. Ây da. Sao xui thế. Hình chung hơi tụt phong độ nha. Nãy giờ nhìn sơ tao bắn ra, tụi bay ăn hết rồi. Đừng. Hết đạn rồi. Cái đạn của mày. Mày định vị ghê vậy. Ra đây, sau lưng mày nè. Ôi. À. Sao không đổ bay đi. Định vị ghê mới lộ. À, thằng Trung nhảy bắn khó chịu thế. Nào. À, tao nghe tiếng hà chạy gần đây ơi. Mẹ mày. Ai. Ha, si bà. Chăm 30 chứ. Mẹ mày. Ây, trời ơi. Wow. Kém chướng mày gì nè. Mẹ bánh mì kịch kịch. Không kịp rồi, 5 mạng 5... Gần thôi. Trời ơi, tao giết được chương là ngon rồi. Bỏ thế. Mày.
gần thôi chứ chưa có được. Trời ơi,